chính thức cập nhật phiên bản kỷ niệm 7 năm Liên Quân. Quá trời chỉnh sửa luôn, bản đồ mới, chỉnh tướng và phép bổ trợ. Ấy vậy, đội ngũ chỉnh sửa còn tăng và giảm ngầm một số vị tướng, không thông báo công khai nữa cơ. Thôi, không khiến cho anh em tò mò thêm, chúng ta cùng vào check và chém gió ngay. Và để tránh bị tối cổ, anh em nhớ nghe và xem tập trung. Coi xong ấy thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình đó. Lưu ý, bản đài cập nhật ngày 8 tháng 11 trước bản Việt mình 7 ngày nên TNG sẽ du học và cập nhật liên tục, anh em chớ bỏ qua. Muốn mua nick siêu siêu VIP thì tìm ở đâu hả S ơi? Chỉ cần các bạn có nhu cầu thôi, mời anh em lên trên shop chọn mục Liên Quân VIP Pro nhé. Nick siêu VIP giá siêu rẻ. Nakroth Thứ Nguyên, Murat Zenitsu. Yên tâm, mua tài khoản mà gặp sự cố hoàn lại tiền cho anh em. Nhớ nhập voucher CO11 giảm giá 10%. Triệu Vân tăng sức mạnh. Mặc dù gạt gián đài không hề thông báo công khai hay là có bất kỳ hình ảnh nào khiến nhiều anh em fan của Vân Ca tiếc và hóng chờ, khi máy chủ nhiệm đã thông báo từ rất lâu rồi và TNG cũng thắc mắc liệu Vân Ca có một cú búp ngầm nào không ta. Và sau khi test ở bản đài và so sánh với thông số bản Việt hiện tại khi chưa cập nhật, TNG nhận ra Triệu Vân có sự thay đổi. Cụ thể, sau khi thay đổi, chỉ cần Triệu Vân tung chiêu 2 là lập tức được tăng tốc độ đánh và hút máu ngay, dù không trúng lính, quái hay là tướng. Nói gọn lại là tung chiêu vào không khí. Điều này đặc biệt giúp ích cho Triệu Vân ở những pha đục trụ hoặc núp bụi chờ cái định để tạo ra pha 2 lần chiêu 2 liên tiếp nếu bạn dùng ma tính tối ưu sát thương từ chiêu cuối gây ra lâu và nhiều hơn. Đùa chứ, nhảm game kỳ ghê. Tăng Triệu Vân nhưng chẳng thông báo gì cả. Chắc là không muốn cho bét Triệu Vân Quang Hải thể hiện ở giải AIC sắp tới đây mà. Đùa chút thôi, nhưng TNG nghĩ rằng ở rank thì Triệu Vân vẫn có thể xuất hiện nhiều hơn một chút, chứ giải đấu ấy hơi khoai một chút trừ khi gặp kèo đấu quá chênh lệch. Bạn nghĩ sao về cú búp này của Vân Ca? Comment ngay. Zata giảm sức mạnh. Xét thế Zata vẫn chưa đủ thê thảm. Sau liên tiếp các lần bị giảm sức mạnh trực tiếp và gián tiếp, đội ngũ cân bằng game lại tiếp tục ra tay nhằm đưa Zata xuống đáy xã hội. Đúng quy trình luôn anh em. Ai bảo tự dưng ra skin làm gì? Ở phiên bản kỷ niệm 7 năm Liên Quân, thời gian hồi mặc định của chiêu cuối bị tăng thêm 5 giây ở mọi cấp độ chiêu. Rồi luôn, đã không bay được liên tiếp chiêu cuối, giờ còn cộng thêm 5 giây. Nhưng lại là tin vui dành cho anh em chơi xạ thủ vì bớt đi được con tướng quá khó chịu. Chắc chắn khi AIC đánh phiên bản mới ấy, thì với một con Zata thê thảm như này, TNG nghĩ rằng các đội ấy sẽ không mạo hiểm lựa chọn Zata đâu. Nhất là khi hiện tại bể tướng đường giữa ở giải quá đa dạng và thừa sức đánh BO7, 6 trận mà vẫn đủ tướng mạnh nhá. Còn rank, theo TNG nghĩ rằng số người chơi Zata chắc chắn sẽ giảm thêm. Nhưng đừng có vui, cấm đi anh em ạ. Không có nghĩa là mấy con gà Zata sẽ bớt đi đâu. Còn ông nào One Champ hay là bay siêu cát ấy thì vẫn duy trì đều đều thôi. Và ngày càng yêu cầu anh em chơi Zata, cấp độ càng khó khi phải cố gắng tối ưu được cái lượng hồi chiều ở chiêu cuối cực nhiều. Thon tăng sức mạnh. Nơi nào có chỉnh sửa, nơi đó có Thon. Cùng xem lần này đội ngũ chỉnh sửa ban phát ân huệ nào cho Thon nhá. Sau cú giảm chí mạng ở đạn xanh bắn lan, họ thấy Thon hơi yếu. Còn TNG nghĩ rằng phế mất rồi. Nên để tiếp tục bù đắp, đội ngũ chỉnh sửa đã tăng chút sức mạnh cho Thon. Nói nhỏ nhá, phiên bản nào chả tăng, nhưng có ra hồn gì đâu. Cụ thể, nội tại, sát thương của đòn đánh thường cơ bản được tăng 5%, từ 80% lên 85% công vật lý. Nghe có vẻ sáng sủa hơn chút rồi đó. Tiếp theo là đạn xanh ở cả chiêu 1 và kết hợp chiêu 2 đều được gia tăng. Với chiêu 1 nhá, gây nổ lan trong bán kính nhất định và sát thương bằng 85% công vật lý cộng thêm, tăng 5% so với hiện tại, tăng nhiều quá cơ. Đồng dạng chiêu 2, lượng sát thương nổ trong phạm vi được gia tăng thêm 10%, từ 160% công vật lý thêm thành 170% công lý cộng thêm. Chắc TNG xin phép anh em là nick quàng Thon đi, chứ quá là chán kiểu là búp bố thí của đội chỉnh sửa lắm rồi. Ngắn gọn ấy thì vẫn là yếu so với mặt bằng chung của vị tướng xạ thủ. Còn nếu anh em chơi chỉ vui vẻ và giải trí, cứ pick Thon đi. Còn Choi Hat ấy hơi đau tay một chút. Đi đắc xóa bức. Anh cá, mình làm lại nha anh cá ơi. Nhà làm game nói không, xóa ngay và luôn. Nói vui thế thôi, không phải là tại cá dùng đi đắc dựng khiên chặn sóng đại lộ xe ra ở trong giải đấu mà hắn ta bị sờ vào đâu. Nếu đội ngũ chỉnh sửa không lên tiếng thì đó là tính năng, còn lên tiếng chắc chắn là bug. Mà đã là bug ấy, sửa ngay. Cụ thể nào, lô cốt tử quang tại phiên bản kỷ niệm 7 năm chính thức không có thể chặn sóng năng lượng của đại lộ xe ra, cộng một khả năng thủ trụ ép trụ cho team có xe ra rồi. Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố phụ khi chúng ta pick đi đắc thôi, nên các bạn đừng hoang mang. Anh em cứ tự tin chơi, gánh team và solo bone cùng đi đắc. Còn anh em nào có sở thích ao trình đối thủ bằng cách là chặn sóng năng lượng thì còn có zip hút lính nè, omega chiêu cuối là những lựa chọn đầy lý tưởng. Nghe tin này, bạn đang vui hay buồn đó? Chia sẻ đi. Tướng mới xuất hiện, giúp cơ là kẻ ra đi tiếp theo sau Batman. Theo TNG, Stewart bộ kỹ năng không có quá nhiều sự khác biệt. Dành cho anh em nào lười tìm hiểu thì TNG tóm gọn như sau. Nội tại, với bất kỳ phương thức gây sát thương nào lên tướng địch, Stewart sẽ tích tầng năng lượng trong 6 giây. Lưu ý, đánh thường 1 tầng, chiều 1 2 tầng,
chiều bà 3 tầng, mắc 4 tầng và duy trì 6 giây. Khi đạt tối đa số tầng, hắn ta tiến vào trạng thái cường hóa trong thời gian ngắn. Ở dạng này nhá, Stewart sẽ ngừng nhận thêm tầng năng lượng và được tăng cực nhiều tốc đánh tốc chạy. Càng lên cấp độ cao, càng nhiều tốc đánh tốc chạy. Ngoài ra chiêu 1 đồng dạng được cường hóa, đánh thường ấy sẽ được giảm thời gian hồi chiều chiêu 1 và nếu hạ hoặc là phụ ấy sẽ được reset và tiến vào trạng thái cường hóa liên tục. Để dễ hình dung thì nội tại này gần giống của Enzo, cứ hạ và phụ là liên tục reset trạng thái cường hóa. Phế lòi luôn anh em, bắn mỏi tay luôn à. Ok, vậy là xong phần thay đổi nhiều nhất của Stewart rồi nhé. Tiếp theo là chiêu 1, phi đạn tử vong. Dạng thường đơn giản là gây sát thương, tích nội tại. Còn ở dạng cường hóa, đồng dạng là gây sát thương nhưng tốc độ ra đòn nhanh hơn, rặn nhanh hơn. Tất nhiên, sát thương chắc chắn lớn hơn dạng thường. Chiêu 2, huyết ảnh ma nhãn. Tên ấy đổi nhưng tác dụng thì vẫn vậy, miễn sát thương vật lý, tăng tốc chạy trong 2 giây. À, vẫn duy trì miễn sát thương chuẩn từ đòn đánh tay dựa trên công vật lý nhé. Mà anh em nào thấy bật chiêu 2 lúc dạng cường hóa hiệu ứng giống liềm không? Cuối cùng là chiêu 3, hủy diệt bộc phá. Đơn giản là gây sát thương, làm choáng, giảm tốc chạy của kẻ địch và trong quá trình tiếp cận nha, Stewart được miễn khống chế. Ok, sờ sờ như vậy. Xét về mặt kỹ năng, câu nói bình mới rượu cũ ấy khá là chuẩn khi gần như là tương đồng với Joker. Sau khi test xương xương bị tướng này, TNG có một vài cảm nhận như sau. Tên kỹ năng nghe củ chuối thôi rồi. Chiêu 1, phi đạn tử vong, dạng thường nha, cảm giác rặn đau hơn, sát thương yếu hơn, thành ra việc dọn lính có phần chậm chạp hơn một chút. Chiêu cuối ấy, thì tốc độ áp sát nè, độ cứng đà rõ ràng. Đổi lại nha, tốc độ nổ và gây sát thương lại tốt hơn. Sát thương gây ra có phần đuối hơn trước, đặc biệt là đối đầu bạn tanh. Kể cả anh em có đồ xuyên giáp hay là đánh phần trăm máu, còn tụi máu mỏng, vị tướng này vẫn sốc đủ gắt. Nhưng để cấu rỉa, cảm thấy không thực sự quá thâm hiện tại. Vì nội tại bị xóa bắn phần trăm máu cộng chiêu 1 giảm sát thương rồi còn đâu. Ngoài ra khả năng ăn mục tiêu nè, lấy trụ nhanh không còn quá tối ưu. Đơn giản nội tại đã bị sửa và chỉ nhận được buff nếu Stewart gây sát thương vào tướng. Xin nhấn mạnh là gây sát thương vào tướng mới có thể tăng nội tại được. Khi kích hoạt được nội tại bắn và spam chiêu phi đạn tử vong ấy sẽ rất là phê nha. Nó có ai cảm giác là có thể bắn liên tục cho tranh tổng đó. Nói chung khi ở nội tại, Stewart bắn tay và dùng chiêu 1 rất là cháy. Giao tranh nhá, anh em chỉ cần tham gia hạ hoặc là phụ thôi. Khi đó các bạn có thể reset cường hóa liên tục. Trời ơi, nó cứ gọi là tuyệt vời. Và để chi tiết hơn về vị tướng Stewart này, TNG sẽ gửi tới cho anh em một clip riêng thôi, chứ không thì dài quá. Hôm nay chỉ giới thiệu sơ sơ và cảm nhận thôi nhá. Chao Na giảm sức mạnh. Xét thấy khả năng chống chịu của Chao Na đang quá bá, có thể càn giữa kẻ địch và câu đi rất là nhiều sát thương, mà đội ngũ chỉnh sửa không hề thích điều này một chút nào, nên họ đã giảm đi khả năng chống chịu của Chao Na. Cụ thể ở chiêu 2, lượng miễn thương nhận về ở mỗi stack chỉ còn là 3,5% miễn thương và tất nhiên nếu bạn mắc 3 stack thì chỉ có tối đa 10,6% thay vì 15% miễn thương trước khi chỉnh sửa. Tuy chỉ là một chút hiệu chỉnh nhưng theo TNG là khá nặng đó. Vì các bạn cứ nhìn vào Zena đi, thêm có 5% miễn thương mà đã ghê hơn bao nhiêu. Thành ra sau khi bị giảm sức mạnh, khả năng cao ai chơi Chao Na hồi máu hay là túc biến có khi lại quay xe sử dụng suy nhược thôi nhở. Ở hiện tại Chao Na tuy không phải là flop nhưng không phải là dạng tướng hot. Vì thực tế Chao Na chỉ có tác dụng là giải hiệu ứng khống chế là ưu việt hơn so với vị tướng tanker khác, chứ không có hiệu ứng khống chế cứng, sát thương không phải là quá nhiều. Nên khi chúng ta pick Chao Na ấy, chủ yếu để khắc chế kẻ địch hay là kèo đấu thôi. Ví dụ kẻ địch nào là Zimnit, Grak, Malok chẳng hạn, sử dụng Chao Na khá tuyệt vời đó. Chỉnh sửa bộc phá, nhằm biến bộc phá thành phép bổ trợ quốc dân mới, mở ngoặc đóng ngoặc giống bên vương giả vinh diệu. Đội ngũ chỉnh sửa khá mạnh tay trong khoản búp sức mạnh này. Đùa chứ, mấy ông đội ngũ chỉnh sửa này thích tu len đến mức là bộc phá phải mang phong cách của tu len ư? Cụ thể như sau, bộc phá sẽ được rút ngắn thời gian sử dụng mặc định từ 90 giây chỉ còn 60 giây. Lượng sang chuẩn vẫn được giữ nguyên là 16% máu đã mất của kẻ địch, nhưng lại thêm cơ chế mới gần giống tu len. Nếu trực tiếp hạ kẻ địch bằng bộc phá, chúng ta sẽ nhận được giảm 90% một chiêu của bổ trợ, tức là chỉ còn 6 giây. Đấy, đó là lý do TNG bảo là gần giống tu len mà. Ok, hot hay không, chúng ta cần phải chờ đợi tương lai xem cộng đồng game thủ chúng ta đón nhận ra sao. Tuy nhiên giải ấy, thì có lẽ đa số tuyển thủ ấy vẫn sẽ lựa chọn sử dụng các phép bổ trợ hiện tại thôi. Kiểu là Kane ấy, thì vẫn là túc biến, ai ra suy nhược mở đóng ngoặc rank ấy, chắc là bộc phá dùng nhiều đó. Còn ở rank hoàn toàn thì ngược lại, bộc phá với mọi vị tướng, dù là chất tướng gì, đi vị trí nào, kẻ địch ra sao. Với những kiểu tướng châu nhà Toro, Tara, có khi bộc phá lại là phương án hay. Vì bọn này châu này có đủ thời gian để căn và bấm bộc phá hạ kẻ địch. Đặc biệt là combo ai ra ngồi đầu cùng bộc phá ấy, anh em đi rank lại khóc thét ngay. Bạn dự định cầm vị tướng nào bộc phá để test phép bổ trợ mới này khi cập nhật? Hãy chia sẻ ngay, để TNG còn cấm. Terry giảm sức mạnh, nhận thấy chiêu cuối của Terry khống chế quá căng, rất là mạnh luôn, khiến cho Terry đặc biệt nguy hiểm trong các pha giao anh tổng. Nên đội ngũ chỉnh sửa quyết định xóa đi khả năng khống chế nhỏ nhoi của cô nàng ở chiêu cuối. Tức là ở các giải đấu sắp tới, Terry chiêu cuối sẽ chỉ còn tác dụng gây sát thương,
và phát hiện tầm nhìn, chứ không còn có thể khống chế nhẹ kẻ địch. Thực tế Terry của hiện tại, sức mạnh cốt lõi của cô nàng không đến từ chiêu cuối, mà là những tình huống bật chiêu 2 và spam đánh tay xuyên táo kẻ địch. Nên việc giảm sức mạnh này không thực sự quá nặng. Tuy nhiên, giảm sức mạnh vẫn là giảm, dù chỉ có thể lấy đi một chút hiệu ứng khống chế. Vì nếu sử dụng chuẩn, khống chế này khó chịu phết đấy chứ. Đừng chê khống chế, nó thể phá chiêu cuối của Hayate. Nó thể khiến cho Flaw mất chiêu cuối nếu dùng đúng thời điểm đó. Còn anh em hỏi là tới đây Terry có xuất hiện nhiều không ấy? Thì tiên gì chịu, sao biết được? Bởi vì chúng ta ở những vòng trong ấy có thể sử dụng bản đồ chiến trường 5.0 hoàn toàn mới. Kiểu này chắc phải hỏi những bình luận viên như là Huy Long Diệt hay là Tùng Họa Mi thôi anh em nhỏ. Chứ anh em mình ấy coi giải đã, rồi chém gió sau. Còn anh em, bạn cảm nhận ra sao về sức mạnh của Terry? Chỉnh sửa tốc hành. Tốc hành đã trải qua thời gian dài ít được sử dụng khi hàng loạt các vị tướng nhà Showman, Cavani đã chuyển qua sử dụng tốc biến. Nói vui bây giờ nhá, trang phục chuyển giao này rồi là tướng Minh Thế Ẩn chuẩn bị được nhập khẩu rồi. Nên thuyết âm mưu là phép bổ trợ tốc hành cũng phải được sửa giống vương giả Vinh Diệu. Đó là điều không quá khó hiểu. Đầu tiên, giảm 10 giây hồi chiêu mặc định. Và bây giờ chúng ta chỉ cần 90 giây hồi chiêu thôi. Nếu anh em ai dùng thêm quả phù hiệu mật ngữ nhá, thì chỉ cần 76,5 giây thì đã có thể tái sử dụng rồi. Nhưng tâm điểm phải là những hiệu chỉnh như sau nè. Đầu tiên, tốc chạy lập tức tăng 30%, duy trì trong 10 giây. Thành ra chúng ta khi tốc hành ấy sẽ không thể có những pha nước rút thần thánh được. Nghe có vẻ buồn khi các bạn đang cần phải vút ga để truy đuổi hoặc là bỏ chạy. Bù lại, khi rời giao tranh, chúng ta nhận thêm 20% tốc chạy. Tức là ở những pha tốc hành để tới giao tranh, chúng ta được duy trì liên tục 50% tốc chạy cho tới khi vị tướng của bạn gây hoặc là chịu sát thương. Nhưng lưu ý, tốc hành chỉ tồn tại trong 10 giây từ lúc anh em kích hoạt thôi. Khả năng xóa bỏ hiệu ứng làm chậm vẫn được giữ nguyên các bạn nhé. Và đặc biệt, nghe kỹ nè, nếu tốc hành đang được bật hay nói chính xác là đang trong thời gian hiệu lực, trong 10 giây đó, tất cả mọi hiệu ứng làm chậm nhận phải sẽ bị giảm đi 50%. Nếu bạn kết hợp giày kiên cường cộng tốc hành phù hiệu cố thủ thì gần như không bị làm chậm luôn. Tất nhiên gặp choáng ấy thì cũng chào thua thôi. Vì tốc hành là một kiểu mini của thanh tẩy mà, chỉ giúp chống lại hiệu ứng làm chậm thôi. Bạn nghĩ sao về tương lai của phép bổ trợ này? Comment ngay. Lavi tăng sức mạnh. Đội ngũ chỉnh sửa nhận ra Lavi ở hiện tại khả năng gây sát thương chưa thực sự như mong đợi, nên họ phải nhanh chóng tăng nhẹ sát thương ở nội tại. Nói thẳng ra, các ông chuẩn bị nhập khẩu bán skin cho nhanh đi. Cụ thể nè, khi kích hoạt nội tại đạn Liên Châu, mỗi đòn đánh là 3 viên đạn, mỗi viên đạn gây sát thương bằng 50% sát thương của đòn đánh thường, tức là tăng thêm 10% so với hiện tại. Vậy cú búp này có thực sự chất lượng? Theo TNG câu trả lời là không hẳn. Ừ thì đồng ý, Lavi khi lên nội tại bắn sẽ đau hơn, hút máu càng hơn chút. Đùa chứ, dồn cả 3 viên đạn vào cùng một mục tiêu ấy, nó hơi bị rát đó, gấp 1,5 lần đòn đánh thường cơ mà. Nhưng những điểm yếu cố hữu vẫn tồn tại, kém cơ động nè, sải tay ngắn, lối chơi dễ bắt bài ở giải đấu. Nên cũng quá khó để Lavi có thể thực sự nổi lên và cạnh tranh sòng phẳng với vị tướng xạ thủ khác ở trong beta. Nhưng đừng quá bi quan, cứ chờ những vòng trong của AEC đi, nơi ông Hoàng Lavi khả năng cao sẽ vác Lavi quay trở lại đó. Vì TNG thấy nhá, trên livestream Hoàng TD bắn Lavi khá là khét và đang luyện tập khá nhiều, biết đâu được đúng không? Qua cú chỉnh sửa này, anh em cảm nhận ra sao về tương lai của Lavi? Chia sẻ ngay. Rat tăng sức mạnh. Nhận thêm một con bài đi rank đơn hay mà anh em lại đang bỏ ngỏ hơi nhiều ở rank, nên đội ngũ chỉnh sửa quyết định búp ngay để Rat trở thành top tier của giải đấu. Ở rank, ai ai cũng xung phong mua trang phục 3F và Muay Thái. Đùa chứ thôi, TNG cũng đang rất là phân vân, lý do gì tăng ta? Sắp ra skin gì mới chăng? Thôi thì cùng xem tăng gì nhé. Lần hiệu chỉnh này, Rat sẽ được giảm cái lượng nội năng tiêu hao khi bạn sử dụng chiêu 1 và chiêu 3. Cụ thể, chiêu 1 chỉ còn cần 50 nội năng để sử dụng và chiêu cuối chỉ còn cần 90 nội năng để tung cú đạp sấm sét. Sát thương không tăng, hồi chiêu chẳng giảm. Vậy tại sao lại giảm nội năng? Khi mà nếu bạn là một bét rát ấy, tung kỹ năng không trượt phát nào, thì hồi nội năng gọi là tuyệt vời ở bộ kỹ năng của mình. Còn với anh em là non nhá, thường hụt chiêu, đấy lại là hiệu chỉnh cần thiết. Nên nhớ, lượng nội năng tối đa của Rat cố định là 200 và không hề có bất kỳ trang bị nào giúp tăng giới hạn nội năng. Thành ra tình huống chiêu hụt nè, dù là vô ý hay là cố tình, Rat cũng có thể gặp vấn đề trong khoản dùng chiêu sau đó. Nên chúng ta thường hay có câu, muốn chơi Rat ấy, chuẩn bị giao tranh, cứ để nội năng khoảng 70% đi. Còn để trả lời cho câu hỏi, Rat sau cú búp sức mạnh này ra sao? Ở rank nhá, với tình trạng map hiện nay ấy, một vị tướng dạng rình rập này khá là khó chơi, còn map sáng ấy tụi nó lại auto duyên rồi mà. Còn ở trong giải đấu, chúng ta đôi bạn thân là Nunu và Marit có thể cầm Rat quầy đó, cùng chờ xem nhá. Bởi vì các tuyển thủ này thuộc dạng là chùm Rat và đã nhiều lần sử dụng Rat ở các giải đấu trước đó, nên biết đâu được nếu Rat tỏa sáng chúng ta lại có chen mới không biết chứng. Văn Hiền, ai bảo mấy ông giảm mạnh tay quá khi bán skin xong để bây giờ phải búp lại đâu, đúng không? Mở đóng ngoặc, TNG không hề có hiềm khích gì với gà rán khi ra skin đâu nhé. Cụ thể nào, Văn Hên được búp như sau.
Đầu tiên là tăng tốc chạy ở nội tại, thêm 1% tốc chạy ở mỗi stack nội tại. Tất nhiên rồi, điều này giúp Van Hên thả diều, bỏ chạy, truy đuổi tốt hơn. Vì phụt nhẹ quả chiêu cuối là full stack nội tại rồi, quá dễ dàng. Tiếp theo là năng lượng cần ở chiêu 1 được giảm đi 15 đơn vị ở mọi cấp độ nhé. Khá là ok cho những anh em nào spam chiêu nhiều mà lại không sử dụng phù hiệu súc mãn hay là bất kỳ trang bị nào thể hồi năng lượng. Có thể thấy lần chỉnh sửa này sát thương Van Hên không hề bị động vào. Tuy nhiên việc giảm năng lượng tiêu hao gián tiếp giúp Van Hên tươi hơn một chút. Kiểu là nhiều khi mải spam chiêu quá lại không đủ năng lượng để dùng và bám trụ đường. Khá chắc AIC ở những vòng trăng chúng ta thấy được phiên bản mới nơi Van Hên đang búp sức mạnh thêm. Mà hiện tại nhá, Van Hên đang là xạ thủ khá được ưu tiên ở những đội muốn slowball trận đấu nhanh, thì việc Van Hên tiếp tục hot ở giải ấy, tỷ lệ rất cao. Nhưng để auto cấm chọn ở những bo đấu sớm ấy, thì anh gì nghĩ là không. Còn ở rank thì sao? Hiện tại nhá, cơn sốt Van Hên đã giảm đi phần nào, nhưng biết đâu được, sau khi thấy ở giải AEC Van Hên cháy quá, hắn ta lại siêu hot thì sao? Bạn nghĩ sao về tương lai của Van Hên? Comment ngay. Chỉnh sửa bug hai trang bị. Không chỉ tướng có bug mà trang bị xảy ra rất là nhiều bug luôn. Ở lần chỉnh sửa phiên bản kỷ niệm 7 năm này, hai món đồ là phù chú trường sinh và giày Hermes là nhân vật chính nè. Cụ thể bug như sau: khi các bạn lên hai trang bị này và dù có bán đi thì hiệu ứng của trang bị vẫn được duy trì, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đặc biệt là phù chú trường sinh khi bán nha vẫn hồi máu kể cả cho tranh luôn, sợ chưa? Tương tự giày Hermes đồng dạng như vậy, anh em mà coi top top ấy, đầy thí nghiệm ra. TNG thì hơi đen, chưa gặp trường hợp này, vì ít khi TNG đeo đanh mà lên đồ xong bán ở thời điểm sớm lắm. Nhưng mà thôi, nhà làm game đã xóa thì chúng ta quên đi nhá. Không biết anh em khán giả của mình đã ai được từng sử dụng cái bug này chưa nhở? Comment đi. Nghe nói là game còn rất nhiều bug thú vị chưa được chỉnh sửa đâu, anh em chia sẻ đi. Anh em quá chán với Liên Quân khi phiên bản gần đây ấy, chẳng có gì đổi mới. Anh em có kéo không nhở? Đưa kéo đây, cắt hết nối sâu này nào. Cùng trải nghiệm game xem sao thay đổi siêu mới từ Caesar Bạo Chúa. Theo thông tin chính thức từ gà đài thông báo, sau phút 15 nhá, chỉ có một mục tiêu tối thượng là Caesar Bạo Chúa, nên nhà làm game ấy đã thiết kế lại ngoại hình, hay đúng hơn kết hợp yếu tố hình ảnh của rồng ánh sáng và Caesar bóng tối với nhau, khiến nó trông mạnh mẽ này, đẹp trai. Nhưng nhiều game thủ Việt cho rằng giống đeo găng tay rửa chén, nghe có buồn thối ruột không ấy chứ. Sự thay đổi thứ hai, hiệu ứng tấn công của Caesar được nâng cấp, hay dễ hiểu là Caesar bây giờ nhá khoác lên mình bộ skin SS rồi anh em, buồn cổ Guido. Nhìn cách Caesar tung kỹ năng đi, xịn chưa. Thay đổi thứ ba, lần này cơ chế của Caesar được hiệu chỉnh khá nhiều. Đầu tiên là vị trí xuất hiện, Caesar Bạo Chúa không còn auto xuất hiện ở hàng Caesar, bởi điều đó đem lại lợi thế quá lớn cho team xanh, nên Caesar Bạo Chúa sẽ random ở hàng rồng hoặc là hàng Caesar. Nhưng đừng lo, xuất hiện ở đâu, bộ đếm ngược 60 giây là có, nên đừng lo bị bất ngờ nhá. Nghe đồn nếu ăn rồng nhiều ấy thì tỷ lệ Caesar ra ở hàng rồng ấy nó lại cao hơn. Thay đổi thứ tư, tiếp theo là bùa lợi sau khi hạ gục Caesar Bạo Chúa được sửa lại nhá. Giờ đây chúng ta không cần phải tấn công kẻ địch để tận dụng nội tại gây thêm sát thương của Caesar Bạo Chúa, mà chỉ cần kẻ địch đứng gần chúng ta thôi sẽ bị đốt sát thương chuẩn tương đương 500 máu tối đa của tướng địch. Càng trâu sát thương chuẩn càng to và tăng lên tận 20% nếu đó là lính quái. Coi video anh em thấy sẽ đánh phê không? Thích nhất chắc là bọn băng xả nhà Rodion, Zata, Nagrod, Aoi, Richter, Zan. Ui, nhiều quá, kể khô cả cổ luôn. Chứ tụi Duy Elsu nhá, đứng từ xa rặn không mấy vui đâu. Thay đổi thứ năm, lớp lá chắn nhận được sau khi hạ Caesar Bạo Chúa có sự thay đổi. Tuy cái lượng giáp ảo nó bị giảm từ 40% xuống chỉ còn 15%, nhưng sẽ được làm mới khi các bạn áo tranh nếu trong thời gian bùa lợi tồn tại. Ví dụ dễ hiểu, nó như một phiên bản huấn luyện choi nhưng toàn diện hơn. Thay đổi thứ sáu, thứ mà TNG nghĩ là quan trọng nhất trong việc ép nhà lấy đường, đó là triệu hồi Caesar Bạo Chúa theo gà rắn đài. Vì hầu hết các tuyển thủ cho rằng việc gọi Caesar Bạo Chúa ở đoạn cuối game ảnh hưởng quá lớn đến thế trận, kết hợp bản mới hạ Caesar Bạo Chúa được búp khoản bùa lợi cho team hạ mục tiêu này, nên họ quyết định loại bỏ triệu hồi Caesar. Đừng buồn, có kéo đây, cắt đi cắt đi cắt đi. Nhưng anh em ơi, chúng ta còn đệ Caesar cơ mà, có cơ chế bắn choáng trụ và choáng nhà chính siêu xịn, nên các bạn đừng lo việc ép trụ nhá. Với 6 thay đổi này, có được có mất. Đây là thông tin cuối cùng và là chính thức rồi anh em. Anh em thích cú chỉnh sửa này của Caesar không? Bình luận ngay. Cùng xem Big Update có gì nhé các bạn ơi. Bản đồ chiến trường 5.0 siêu hot. Nhiều anh em yêu cầu quá. Cùng tiên gì khám phá nào. Đầu tiên, chỉnh sửa địa hình khu rừng, xóa bụi cỏ cạnh hàng X. Chỉnh sửa lại vị trí của hàng bùa xanh, địa hình thay đổi. Ngoài ra còn chỉnh vị trí bụi cỏ nữa cơ. Cẩn thận bị cướp rừng nhá. Chỉnh sửa hàng Caesar, thay đổi địa hình và vị trí của Caesar. Tường dày quá anh em nhỏ. Nhớ là Caesar bây giờ có thể random xuất hiện ở đường rồng nữa đó. Chỉnh sửa địa hình đường giữa, cắt ngắn tường của hai bên nhá. Chỉnh và tỉa bụi cỏ, trông đường mid có vẻ rộng và an toàn phết anh em nhỏ, nhưng lại dễ cướp bùa hai bên. Ông Duyên mà map ấy, căng nhá. Chỉnh sửa địa hình hang rồng, to và dày quá anh em ạ. Chỉnh lại vị trí và địa hình nhá. Biết tại sao to và dày như vậy không? Bởi vì Caesar Bạo Chúa phút 15 ấy có tỷ lệ random xuất hiện tại hang rồng đó. Tiếp theo, chỉnh sửa địa hình đường rồng, sửa lại địa hình tường, nhìn tường khác biệt ngay.
thay đổi vị trí bụi cỏ hai bên luôn anh em. Tầm này là anh em xạ thủ liệu hồn nhá. Tính ra chơi Eosu lợi thế quá chứ anh em nhở. Chúng ta quay trở lại với khu rừng, chỉnh sửa địa hình hang thằn lằn. Nhà mới đây rồi thằn lằn ơi. Kế tiếp là vị trí rất là quan trọng, cạnh hang bùa đỏ. Bụi cỏ mới đây rồi, tầm này ăn bùa đã mệt anh em nhở. Thằng nào mà ở đây nó định cướp bùa của mình thì thôi rồi. Ôi dồi ôi luôn. Có vẻ như là ở phiên bản sắp tới anh em đi rừng khá là cực đây. Nói chung là bản đồ mới, cách di chuyển mới, anh em hãy hết sức chú ý tại bản đồ chiến trường 5.0 này nhá.